Lại như nước nhiều thì thấm ngấm gốc rễ, cỏ cây làm thối gốc rễ, chốc ngã theo dòng mà trôi đi. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa cũng như thế, có thể diệt tất cả căn bản tập khí phiền não, tà kiến vĩnh viễn chẳng còn sanh. Lại như nước tánh vốn trong sạch, không nhơ không đục. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa cũng như thế, thể tánh không phiền não, nên gọi là trong sạch, có thể lìa các phiền não, nên gọi là vô cấu. Một tướng chẳng phải khác, nên gọi là không đục. Như người mùa hạ nóng bức gặp được nước mát mẻ, hữu tình bị phiền não thiêu đốt, được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa như thế, chắc chắn được thanh lương, liền các nhiệt não. Như người bị khát được uống nước, liền hết khát, cầu pháp xuất thế, được Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa là đạt được ước muốn. Lại như nước ao suối sâu thẳm khó vào, cũng như thế, cảnh giới Bát Nhã Ba La Mật Đa của chư Phật sâu xa khó vào. Lại như thế gian, những chỗ hầm hố, nước đều bình đẳng. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa cũng như thế, đối với các bậc độc giác thanh văn và phàm phu đều bình đẳng, lại như nước sạch cột rửa nhơ nhớp, làm cho được sạch sẽ. Như vậy Bồ Tát thông đạt Bát Nhã Ba La Mật Đa, lìa các phiền não, liền được thanh tịnh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa tự tánh thanh tịnh, lìa các hoặc vậy. Thiên Vương nên biết, ví như lửa lớn, tùy đốt tất cả cây cối cỏ thuốc, nhưng chẳng nghĩ ta đốt các vật. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa cũng như thế, dù có thể diệt hết tất cả phiền não và các tập khí, nhưng không nghĩ ta diệt hết. Lại như lửa nhiều có thể làm chín tất cả vật loại, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa cũng như thế, thành thục tất cả Phật Pháp. Lại như lửa mạnh có thể làm khô ráo các vật ẩm ướt, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa cũng như thế, đều có thể làm khô cạn các dòng chảy mãnh liệt của lậu hoặc, làm cho vĩnh viễn không phát khởi. Lại như đống lửa ở đỉnh núi tuyết, dù có thể chiếu soi xa một do tuần, cho đến có thể chiếu 10 do tuần mà không nghĩ ta chiếu xa, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa cũng như thế, tuy soi sáng thanh văn độc giác nhưng chẳng nghĩ ta soi sáng cho họ. Lại như cầm thú, ban đêm thấy lửa sáng, sợ hãi tránh ra, phàm phu thanh văn độc giác phước mỏng, nếu nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, sợ hãi bỏ xa, nghe được tên của Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa còn khó, huống là có thể tu học. Như đêm đi xa, lạc mất đường chính, nếu thấy lửa sáng, lòng rất vui mừng, biết có xóm làng nên mau qua tới đó, đến nơi an ổn, hoàn toàn không còn sợ hãi, trong đêm dài sanh tử, có người phước đức.